Quý vị phải nói là chúng ta đang rất cần một giải pháp hiệu quả để có thể giúp người nông dân canh tác trong điều kiện thời tiết bất lợi. Và ngày hôm nay khi đến thăm vườn của chị Nga thì chúng ta còn có sự đồng hành của tiến sĩ Tuân Nữ Tấn Nam. Và rất là cảm ơn tiến sĩ ngày hôm nay đã đến thăm vườn cũng như là chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả về cách làm sao để mà quý vị có thể canh tác hiệu quả, này, giảm chi phí đầu tư ạ. Thưa tiến sĩ, khi mà đến thăm vườn của chị Nga thì tiến sĩ đánh giá như thế nào về cách chăm sóc cũng như là tưới tiêu và bón phân cho cây cà phê của vườn chị Nga? Đây là một cái vườn cà phê được trồng xen với cây sầu riêng và cả cây hồ tiêu nữa. Thì từ phải tôi đánh giá về cái tổng quả của vườn thì thật ra là một cái vườn trồng xen như thế này, chúng ta không nên trồng quả ba cái loại cây. Có thể là vườn cà phê trồng xen với sầu riêng hoặc là cà phê trồng xen với hồ tiêu thì cái việc chăm sóc sẽ dễ hơn. Còn riêng về cái cách canh tác cà phê á, thì đây là cái vườn cà phê vừa mới thu hoạch xong, cho nên chủ vườn thì đang đi tạo hình tỉa cành. Thì tôi thấy đó là một cái kỹ thuật cần thiết phải làm và họ đã làm đúng như vậy. Thì nhìn chung thì thấy chủ vườn cũng rất là am hiểu về cái kỹ thuật trồng cà phê và tiến hành những cái công việc cũng rất là đúng với từng cái thời điểm. Như ta đã biết thì cái cà phê đòi hỏi một cái thời gian chịu hàng dài. Nó có thể chịu hàng được 2 tháng tới 2 tháng rưỡi, thậm chí 3 tháng là tùy theo từng cái điều kiện khí hậu, tiểu khí hậu trong cái vườn cây. Vì đây là một cái vườn trồng sen nữa cho nên tiểu khí hậu trong vườn rất là tốt. Mưa năm nay là kéo dài cho nên họ chưa tưới trong cái thời điểm này là đúng. Thường thường ngoài năm có thể là người ta phải tưới trong Tết âm lịch một đợt. Nhưng đây tôi nghe chủ vườn nói là ra Tết âm lịch phải tưới. Thì cả đó cũng chứng tỏ người nông dân đã có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc quyết định cái thời tiết đuổi điểm mà tưới lần đầu tiên cho cà phê. Dạ thưa tiến sĩ, khi nãy thì chị Nga có chia sẻ là ngoài việc lựa chọn thời gian tưới tiêu phù hợp đó, thì chị Nga còn thấy rằng là việc tưới bát thì nó tốt cho cây cà phê hơn. Và đặc biệt là chị còn bón phân vào mùa khô và trong cái đợt tưới thứ hai nữa. Thì tiến sĩ thấy là cái cách chăm sóc như thế này đó thì nó có giúp cây cà phê đạt được năng suất tốt hay không ạ? Cái chủ vườn ở đây cũng có chia sẻ về cái việc bón phân trong mùa khô. Thì tôi thấy rằng là người nông dân hiện nay đã được trang bị kiến thức rất là nhiều và họ cũng rất là nhớ kỹ. Họ phân tích rất đúng vì sao lại phải bón tập trung cái lượng phân bón mùa khô ở trong cái đợt nước tưới thứ hai mà không có ở trong cái đợt nước tưới thứ nhất. Đó là những cái kiến thức mà các cái phương tiện truyền thông đại chúng là hay đưa ra và người nông dân chú ý lắng nghe và họ cũng đã biết được những cái điều đó. Bón vào lúc nào, rồi bón loại phân gì, tại sao không dùng một mình phân đạm. Tôi nghe chị chủ vườn nói là trước đây bón SA không, rồi nhưng mà thấy nó không được tốt lắm. Rồi bây giờ chuyển sang bón những cái loại phân NPK hỗn hợp có tỷ lệ đạm cao, lân và kali thấp hơn. Thì đó là những cái tỷ lệ rất là phù hợp cho cái cà phê trong cái mùa tưới. Với tình hình thời tiết thay đổi như thế này đó, thì tiến sĩ thấy rằng là trong tương lai thì người nông dân cần có sự thay đổi như thế nào để mà mình có thể thích ứng được với điều kiện thời tiết cũng như là đạt năng suất cao trong việc canh tác cây cà phê ạ? Theo chúng tôi điều tra được là những cái vườn cà phê mà bền vững ổn định á, có cái tuổi khai thác kinh tế kéo dài là những cái vườn cà phê mà trước đây được tưới bằng cái bếp. Tại vì cái tưới phun mưa bẹp phủ trên cây á, thì nó tạo một cái điều kiện tiểu khí hậu rất là tốt cho cái vườn cây cà phê trong mùa khô. Mùa khô ở Tây Nguyên thì nặng hạn rồi gió, rồi mặc dù tưới bẹp thì nó có hao hụt lượng nước tưới hơn, chắc chắn là cái lượng nước tưới nó phải nhiều hơn so với những cái cách tưới theo từng gốc. Nhưng mà đối với sinh lý cây cà phê thì đó lại là một cái cách tưới tốt nhất. Và hiện nay một số, tuy là phần lớn các cái hộ nông dân vẫn còn theo cái cách là tưới dĩ, tại vì diện tích họ nhỏ, thành ra họ tưới dĩ như vậy một năm 3-4 lần trong mùa khô thì họ chấp nhận như vậy để mà tiết kiệm cái đầu tư. Nhưng mà cũng nhiều nông dân họ cũng quay trở lại với cái hệ thống tưới tiết kiệm, tức là có cải tiến phun mưa mà dưới tán của cây cà phê á, mà thì nó tốt hơn. Thì bà con cũng nên áp dụng về những cái hiệu quả của nó về nông học cho cây cà phê, về hiệu quả kinh tế, rồi tiết kiệm phân, tiết kiệm nước, tiết kiệm công đều đã được xác nhận bằng những cái cơ quan khoa học rồi. Mình không có phải băn khoăn gì về cái điều này. Chỉ còn điều là khi thay đổi một cái tập quán thì bà con hay ngần ngại. Và trước đây thì vì nó đắt
Rồi những cái vườn cà phê của mình thường thường ở rẫy chứ không phải vườn. Và những cái bệt đó nếu như cứ để mãi suốt năm ở trên đồng ruộng thì sẽ bị phá hoại. Nhưng ngày nay thì tình hình thay đổi rồi. Phần lớn những cái vườn cây đã được có hàng rào rồi có ranh giới rồi. Cái việc mất mát ở trên lô bà con không còn sợ nữa. Cái chi phí mà để mà trang bị cái hệ thống tưới đó nó thấp lại, nó cũng rẻ hơn nhiều rồi. Và những cái dụng cụ đó nó cũng tốt hơn rất nhiều so với cái thời mà nó mới ra đời. Cho nên theo tôi cũng mình cũng phải xem xét lại để mà có thể áp dụng những cái kỹ thuật tiến bộ hơn, tốt hơn trên cái vườn mình, hầu giữ được cái năng suất vườn cây, đồng thời là có thể giữ được cái môi trường đất một cách tốt đẹp, ổn định hơn. Và còn một điều nữa, tôi nghĩ là trong thời gian này bà con có thể áp dụng được. Nhưng hiện nay nếu như trồng sen như vậy thì chúng ta đầu tư một cái hệ thống tưới, có thể tưới được cho cả cái cây trồng sen là sầu riêng nữa. Mà cái sầu riêng là phải tưới rất là nhiều lần. Ai trồng hệ thống trồng sen này đồng biết rồi, 10 ngày tưới một lần chẳng hạn trong mùa khô thì chúng ta sẽ sử dụng rất là hiệu quả cái hệ thống này hơn. Dạ, rất là cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ ngày hôm nay. Thưa quý vị, như tiến sĩ vừa mới chia sẻ thì hiện nay trong việc canh tác cây cà phê thì chúng ta có rất nhiều những giải pháp tiên tiến để có thể cải thiện được việc canh tác và đặc biệt là đạt hiệu quả. Trong đó thì có giải pháp đó là tưới tiết kiệm. Như quý vị nghe thấy thì hiện nay ở phương pháp tưới tiết kiệm thì chúng ta đã giảm được chi phí rất là nhiều và đặc biệt là nó còn đạt hiệu quả nữa. Hy vọng là với những chia sẻ của tiến sĩ ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có được những thông tin phù hợp và bổ ích để áp dụng vào vườn cà phê của mình, và chúc cho tất cả quý vị sẽ có một mùa vụ bội thu cũng như là có năng suất cao.